quý vị và các bạn. Vùng đồng bằng sông Cửu Long nằm ở hạ lưu sông Mekong, con sông lớn nhất Đông Nam Á, với hai nhánh là sông Tiền và sông Hậu. Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích tự nhiên gần 40.000 km², bằng 5,6% diện tích của lưu vực. Với mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt, được mệnh danh là thế giới sông nước. Từ lâu loại hình du lịch bằng tàu, ghe len lỏi vào sâu trong các kênh rạch, trải nghiệm cuộc sống mộc mạc, thơ mộng của người dân vùng sông nước hấp dẫn du khách với nhiều loại hình du lịch. Trong đó, tính chất văn hóa của du lịch sông nước vườn cho vùng này là tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp. Quán cà phê giữa ruộng lúa này là không gian yêu thích của nhiều người mỗi buổi chiều tà. Thiên nhiên trong trẻo, dưới sắc tím hoàng hôn là điểm khác biệt thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến. Bước vô quán thì em cảm thấy nó bình yên, nó nhẹ nhõm. Em cũng có xem trên TikTok là biết quán này, rồi có bạn quen dẫn vô đây nên là em ghé đây uống. Không gian mát mẻ, cảm thấy thoải mái với lại... Khác với khung cảnh yên bình, thơ mộng, khu du lịch vui chơi miệt vườn này sôi động với các trò chơi dân gian, đua thuyền, đu dây qua sông, đi cầu lắc. Nói chung ở thành phố mà tới đây chơi thì cảm thấy không khí như ở quê hương, chơi thấy vui. Du lịch nông nghiệp để mà nó phát triển bền vững là chúng ta gắn với cái tài nguyên bản địa của địa phương. Thứ nhất là nó đầu tư nó sẽ không cao. Thứ hai là nó có thể là khai thác triệt để các cái văn hóa, các cái sản phẩm như về nông nghiệp. Và thứ hai là tôi lồng ghép những cái mô hình trò chơi, nó không có tốn tiền đầu tư nhiều nhưng mà nó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với lợi thế sẵn có của vùng sông nước Chu Phú, các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung xây dựng nhiều sản phẩm kết nối các tour tuyến du lịch nông nghiệp, sinh thái. Khách du lịch có thêm nhiều trải nghiệm về cuộc sống sản xuất nông nghiệp của bà con địa phương. Trước đây thì doanh thu du lịch vào đồng bằng sông Cửu Long chỉ chiếm 2,8% du lịch cả nước. Thì hiện nay nó tăng lên được hơn 5% rồi. Là do chúng ta đã xây dựng lại sản phẩm du lịch để mà tạo ra được cảm xúc của du khách, tạo ra được niềm tin du khách. Do đó du khách người ta mới đổ xô đến đây nhiều. Những thửa ruộng mênh mông bát ngát, vườn cây ăn trái, làng hoa cây cảnh mang đặc trưng miền sông nước giờ đây như được khoác lên mình một tấm áo mới. Du lịch sinh thái đang mang lại nhiều đổi thay cho đời sống người nông dân trên chính mảnh đất quê hương. Năm 2022, du lịch đồng bằng sông Cửu Long thu hút hơn 37 triệu lượt khách. Doanh thu du lịch của vùng đạt hơn 32.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng bằng sông Cửu Long đón gần 27 triệu lượt khách, tức là tăng 133,6% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 28.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, du lịch đồng bằng sông Cửu Long phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Lượng khách và doanh thu du lịch thì còn khiêm tốn so với các tỉnh thành cũng như là các vùng miền trong cả nước. Đến cuối năm, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ phối hợp cùng với các tỉnh thành, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, xúc tiến quảng bá du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long ở Tây Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Cần Thơ lần thứ 2 vào tháng 12 năm nay. Với chủ đề Du lịch sinh thái Đồng bằng Sông Cửu Long, hội chợ tạo cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp du lịch ở Cần Thơ và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế. 53 điểm đến mới là những sản phẩm du lịch sinh thái có nét đặc trưng riêng của từng địa phương tại Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ được giới thiệu cho du khách. Mặc dù có tiềm năng về sản phẩm du lịch sinh thái độc đáo và nổi bật trong khu vực và thế giới, tuy nhiên, lượng khách đến đây còn khiêm tốn. Cũng muốn giới thiệu những cái điểm du lịch này cho tất cả khách du lịch đến tham quan và biết được. Và cũng mong muốn là sau cái hội chợ này thì cái du lịch của Cần Thơ cũng như đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển tốt hơn. Với quy mô 350 gian hàng đến từ 40 tỉnh thành cả nước và 10 quốc gia, hội chợ dự kiến thu hút khoảng 30.000 lượt khách đến làm việc, tham quan và mua sắm. Đây là cơ hội cho các tổ chức,
doanh nghiệp du lịch khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh muốn phát triển du lịch thì cũng phải gắn với đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi rất là kỳ vọng tạo ra cái sự giao thương kết nối cho không những là đồng bằng sông Cửu Long với các địa phương trên cả nước, mà kết nối với tất cả các cái đối tác quốc tế để chúng tôi nối dài cái tour từ Thành phố Hồ Chí Minh đến đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu ở đây là chúng ta làm mới các cái sản phẩm du lịch, mang những sản phẩm tốt phù hợp với cái đặc thù của đồng bằng sông Cửu Long để thu hút được khách. Vì vậy, chúng tôi rất kỳ vọng rằng những doanh nghiệp khi đến tham dự hội chợ, chính những doanh nghiệp ấy sẽ góp phần quan trọng cho việc khôi phục lại hoạt động du lịch của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và sẽ đẩy nhanh cái việc thu hút khách nội địa cũng như khách quốc tế đến với khu vực này. Dự kiến trong khuôn khổ hội chợ sẽ tổ chức hai đoàn khảo sát gồm các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến tham quan các điểm du lịch tiêu biểu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, qua đó đánh giá các sản phẩm du lịch độc đáo của khu vực và xây dựng các chương trình du lịch để quảng bá, chào bán khách trong và ngoài nước. Đánh thức tiềm năng du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long cũng bắt kịp những xu hướng về du lịch sau đại dịch Covid-19. Bài toán đặt ra là làm sao để du lịch đồng bằng sông tìm ra hướng đi trong việc liên kết sản phẩm du lịch, tránh việc trùng lắp sản phẩm. Đây cũng là thách thức mà du lịch đồng bằng sông Cửu Long phải sớm tìm ra giải pháp trong thời gian tới. Ở phần cuối của chương trình là những thông tin du lịch đáng chú ý. Nhiều danh hiệu về ẩm bãi biển của Việt Nam tiếp tục được bình chọn và vinh danh ở những bảng xếp hạng uy tín. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Escape du lịch của Australia vừa công bố danh sách những bãi biển nổi tiếng nhất trên thế giới trên TikTok và Instagram sau khi phân tích số lượng bài đăng trên các trang mạng xã hội này. Các bãi biển nổi tiếng trong danh sách hiện diện ở nhiều nơi trên khắp thế giới. Đứng vị trí số 1 là bãi biển Bondi, Sydney, Australia với 660,3 triệu lượt xem trên TikTok. Hai bãi biển của Việt Nam là Vũng Tàu và Nha Trang lần lượt đứng vị trí thứ 3 và thứ 4 với tổng cộng gần 360 triệu lượt xem. Tờ Business Insider của Mỹ vừa bình chọn 60 món ăn trên khắp thế giới mà du khách nhất định phải thử ít nhất một lần trong đời. Trong đó có phở và bánh mì của Việt Nam. Tờ này đánh giá phở Việt Nam có vô số hương vị và tốt nhất nên thưởng thức một tô phở nóng. Trong khi đó, bánh mì cũng và phổ biến không kém ở Việt Nam. Món ăn giá rẻ này thường có nhân là các loại thịt khác nhau cùng pate, rau xanh, nước sốt, ớt. Cùng với phở, bánh mì được đưa vào từ điển Oxford từ năm 2011.